Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian dài thực hiện chương trình thì ekip của chúng tôi rất tự hào khi chuyên mục Ký sự Di tích lịch sử Chùa Việt Nam đã nhận được nhiều phản hồi tích cực trong việc đóng góp một phần nào đó để tái hiện, lưu giữ lịch sử di tích các công trình Phật giáo tiêu biểu tại Việt Nam thông qua loại hình ký sự. Và trong vô ngần đề tài viết về đời, về đạo thì trong chương trình Ký sự đặc biệt lần này, chúng tôi xin mạn phép mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tìm hiểu về nhiều điều đặc biệt tại ngôi chùa Ba Vàng qua series 3 tập phim với chủ đề Ký sự tìm về chùa Ba Vàng. Ba giờ sáng, trong không gian tịch mịch của núi rừng, làn gió nhẹ thức giấc tiếng phong linh. Cùng lúc đó, tiếng chuông đại hồng cũng ngân vang, từ thưa đến nhặt, đánh thức màn đêm tĩnh lặng, báo hiệu cho sự bắt đầu của một ngày mới tinh khôi. Giữa tiết trời vào đông, non thiên thành đẳng như được sưởi ấm bởi sự uy nghi, thâm nghiêm và kỳ vĩ lạ thường của ngôi chùa Ba Vàng. Thế nhưng không phải ai cũng biết về lịch sử của ngôi chùa có kiến trúc được xếp vào hạng độc đáo bậc nhất vùng đất Quảng Ninh này. Chùa Ba Vàng còn có tên chữ là Bảo Quang Tự, nghĩa là chùa có ánh sáng quý. Cho đến nay, vẫn chưa có sử liệu chính xác về thời gian chùa Ba Vàng được khai sơn tạo tự. Chỉ biết rằng vào khoảng năm 1706, dưới triều vua Lê Dụ Tông, niên hiệu Vĩnh Thịnh, chùa đã được tổ sư Trúc Lâm Maha Samôn Tuệ Bích Phổ Giác, hậu duệ của Tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử, kế nghiệp chư tổ khai sơn, phục dựng am nhỏ với mái lá đơn sơ để tu hành, cứu chữa những người mắc bệnh hiểm nghèo. Suốt 52 năm cứu đời, tiếp tăng độ chúng, với đức hạnh cao cả, sư tổ Tuệ Bích Phổ Giác đã khơi dậy sức sống mãnh liệt của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử bị mai một sau gần 300 năm, góp phần phát triển những giá trị văn hóa bản địa, nội sinh trong lòng dân tộc. Đức Tổ Sư Trúc Lâm Ma Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác Thiền Sư, Ngài đã có công khôi phục chùa Ba Vàng cách đây gần 300 năm. Đối với các thầy thì ân nghĩa của cụ sư tổ cũng rất là lớn lao. Thì cụ đã có công để mà phục hưng lại cái dòng thiền, rồi cái chùa Ba Vàng này. Và về mặt tâm linh, thầy tin là cụ vẫn có cái sự yểm trợ gia hộ cho các thầy rất là nhiều trong các công việc hoằng dương Phật pháp tu tập ở đây. Thế cho nên tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng thì hết sức là biết ơn cụ. Và năm nào thì đến ngày 23 tháng 8 thầy cũng tổ chức cái lễ giỗ tổ cũng rất là trang trọng, nhắc lại những các cái về ngài, thế rồi để cho hậu thế này nói theo học và gìn giữ. Vì một vị thiền sư 100 tuổi thì rất là quý. Thầy nghĩ là cụ cũng là một cái vị đặc biệt đấy, với cái danh hiệu Đại Sa Môn, Maha Sa Môn là rất là quý. Do sự tàn phá của thời gian và bom đạn chiến tranh, cơ sở vật chất của ngôi chùa đã xuống cấp nặng nề. Trước tình cảnh đó, năm 1993, nhân dân và tín đồ Phật tử gần xa đã phát tâm công đức đóng góp xây dựng lại chùa, hay những vách gỗ mái lá đơn sơ bằng tường gạch mái ngói. Song thời kỳ điều kiện vật chất vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, không điện, hiếm nước. Đường lên chùa cũng chỉ là một con đường mòn nhỏ do người lên rừng đi nhiều mà thành. Đến năm 2007, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh được giao về đảm nhiệm chức vụ trụ trì, đánh dấu sự đổi thay của chùa Ba Vàng sau này. Cũng năm đó, chùa Ba Vàng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh thắng cấp tỉnh.
Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, thế danh Vũ Minh Hiếu, sinh năm 1967, trong một gia đình có 7 anh chị em ở Làng Sen, thôn Ngọc Quang, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, thầy theo học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sau đó ở lại trường giảng dạy. Hơn 5 năm sau, thầy chuyển sang công tác tại Viện Chế tạo Máy thuộc Bộ Công nghiệp lúc bấy giờ. Trước một biến cố lớn, thầy trăn trở bởi sự vô thường của kiếp nhân sinh, thấy được đời sống thế gian chỉ là tạm bợ. Từ đó thiện căn ngày càng tăng trưởng. Ngày 19 tháng 6 năm 1998, thầy cùng 5 người bạn đồng tu đã làm lễ phát Bồ Đề Tâm ở Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt trước sự chứng minh của Hòa Thượng Viện Chủ và Chư Tăng. Khi nhân duyên hội đủ, thầy phát nguyện xuống tóc xuất gia dưới sự giáo dưỡng của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Năm 2002, thầy được cử ra Bắc để góp sức xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Từ những ngày đầu tiếp nối sự nghiệp sư tổ để lại tại chùa Ba Vàng, thầy đã bươn chải, bắt tay và cải tạo xây dựng lại chùa khi tuổi đời còn khá trẻ. Khi thầy bước chân về cái chùa này thì nó gọi là thiên nan vạn nan. Nó đường đi lên nó cũng không có, nó chỉ là cái đường rất là nhỏ của dân đi rừng thôi. Và họ đi gần như xuống đến dưới chân núi là họ phải đè xe máy ở đấy. Xong rồi khóa xe lại rồi leo bộ lên đây. Cái mãi về sau thì cái ông Từ ở đây á, ông mới vạt được con đường ra, ông mới láng được một chút xi măng này, đúng vừa cái bánh xe máy đi thôi. Thì xe sẽ có thể leo được lên đến phía trên này nhưng cũng rất là vất vả, phải cứng tay lái mới đi được. Như vậy đường đi lên chùa cũng không có, nước cũng không có, điện cũng không có, không có cái gì cả. Cực kỳ gian khổ mà rắn rết thì lại rất là nhiều. Thế lúc thầy về đây mà cái chùa nó hoang tàn, cái nhà vệ sinh nó cũng không ra gì cơ. Cái bếp, cái khuyết thì nó thủng, trống hoách tất cả rồi. Thế mà thầy về thầy nghĩ đúng là thầy có duyên nợ với cái chùa này cho nên thầy ở thế. Chứ đúng là nếu mà trông thế thì không ai muốn ở thật. Nó hoang vu mà đêm đến mới khiếp nữa. Đêm đến giữa một cái rừng tịch mịch âm u thế này không điện đuốc gì cả. Một con đường lộ rộng 8m, dài 3km được mở, nối chùa với khu vực trung tâm thành phố Uông Bí. Điện được kéo về đến tận chùa. Nước trên đỉnh núi Thành Đẳng, cách chùa vài cây số cũng được dẫn về. Khu nhà ở, chánh điện cũng dần dần được xây nên. Người dân trong làng không khỏi nể phục, kính trọng. Thầy chỉ quanh năm suốt tháng một mình đi về trên nẻo tịnh, gắn công tôn tạo ngôi Tam Bảo Ba Vàng nơi rừng núi hoang sơ. Cũng từ đó mà Phật tử, người mộ đạo tìm đến chùa ngày càng đông. Đặc biệt là cái tháng vừa rồi đấy, tháng vừa rồi là tháng là mùng 8 tháng 10 năm Canh Tý vừa rồi ấy, cái số lượng Phật tử nên về đi quy y là đến trên dưới 1.500 người. Phải nói là cô nghĩ là hôm đấy nhóm bọn cô quay làm từ sáng đến tối luôn. Thế là cô thấy rất là thú vị và rất là hoan hỷ vì rất là nhiều người về đây quy tâm bảo họ Phật hướng thiện. Là cô rất là hoan hỷ, rất là vui. Thế thì cô cũng nghĩ rằng đấy là do cái lòng từ bi, cái đức trí tuệ và cái hạnh nguyện của thầy. Cho nên người ta cảm nhận được cái hạnh nguyện của thầy và có những cái lợi ích nhất định nào đó về Phật Pháp cho nên họ mới quay về nương tựa thầy. Nhờ sự huy động đóng góp công đức của tăng ni, Phật tử, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, chùa Ba Vàng ngày nay đã được đại trùng tu, xây dựng bề thế khang trang hơn rất nhiều trên tổng diện tích 22 hectare. Năm 2014, chùa Ba Vàng được tổ chức kỷ lục Việt Nam trao tặng bằng kỷ lục ngôi chùa trên núi có chánh điện lớn nhất Việt Nam. Tòa Đại Hùng Bửu Điện được thiết kế với kiến trúc 2 tầng, 8 mái, góc mái có các đầu đao công phúc, khắc nổi hình ảnh tứ linh, long lân quy phụng. Hệ thống tượng Pháp, hoành phi câu đối đều được sơn son thếp vàng. Tầng 1 là một khu nhà khách và trai đường. Tầng 2 là tòa chánh điện, nơi thờ Tam Bảo. Hệ thống tượng Pháp trong chùa cũng được làm bằng gỗ có kích thước lớn.
trong đó phải kể đến là tôn tượng A Di Đà bằng khối gỗ lớn nhất miền Bắc và chiếc trống độc mộc bằng gỗ đỏ nguyên khối lớn nhất Việt Nam. Từ cổng Tam Quan Trung có hai đường dẫn vào trong chùa như bao bọc lấy ngôi Tam Bảo. Từ trên cao, trong quần thể hài hòa và mỹ thuật, tôn tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Lộ Thiên hiện lên từ bi, nhân hậu, lưng giữa núi Thành Đẳng, mặt hướng về dòng Bạch Đằng Giang lịch sử. Trên hồ Bán Nguyệt, biểu tượng ngôi chùa một cột, được những bàn tay tài hoa của các nghệ nhân dựng lên tài tình như một đóa sen nở trên mặt nước. Dọc hai bên hành lang chùa là lầu trống gác chuông, hai gian La Hán đường với 18 tôn tượng La Hán được tạc bằng đá nguyên khối. Khu nội viện tăng được xây dựng ở hướng đông, nơi có rồng chầu. Khu nội viện ni được xây dựng ở hướng tây, nơi có hổ phục. Ngoài ra, trong khuôn viên chùa còn có nhiều hạng mục như hòn non bộ, nhà bảo tàng, thư viện, thiền đường, nhà nội trú phục vụ hàng ngàn Phật tử về tham dự khóa tu. Chùa Ba Vàng hiện đang lưu giữ 12 pho đại sách huyền thoại Việt Nam, lưu danh các anh hùng liệt sĩ, các người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc để người dân chiêm bái thờ phụng. Bên cạnh đó, chùa đang chuẩn bị triển khai xây dựng công trình Đại Bảo Tháp gồm 1 tháp chính và 4 tháp phụ được làm bằng đồng nguyên chất giác vàng, xây dựng trên đỉnh núi phía sau chùa. Đại Bảo Tháp được xây dựng lên không chỉ tạo nên điểm nhấn kiến trúc độc đáo trong khu vực quần thể chùa mà còn có một ý nghĩa tâm linh to lớn là cầu cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc, muôn dân được ấm no, hạnh phúc. Tuy rằng những việc thầy làm thì nó vẫn còn rất là nhỏ bé, đối với lại bản hoài của một người đệ tử Phật nó nhỏ bé lắm, chứ ăn thua gì cả. Thế nhưng mà khi thầy đi tu thì tâm nguyện của thầy muốn là mọi người sẽ nhìn Phật giáo với cái khác. Phật giáo là cái gì đấy rất là trí tuệ, rất là văn minh, rất là sáng suốt mà nó rất là cao quý. Chứ hiện nay ở chùa thì có các sư đi tu, có cả những giáo sư đi tu và có cả những các cháu là thanh niên nhưng mà tốt nghiệp đại học rất là trí thức, rồi những người cán bộ, người ta khi giác ngộ người ta phát nguyện đi tu rất là nhiều. Thế để mọi người nhìn thấy Phật giáo có cái gì đấy nó rất là mới mẻ, rất là văn minh, chứ không phải là nó làm cái bóng đen bóng tối như trước đây. Đấy, thì thầy nghĩ là tâm nguyện của thầy như vậy thì có thể là nó tuy nó cũng còn nhỏ nhưng nó cũng phần nào góp phần để mà xây dựng lại cái hình ảnh của giáo hội của Phật giáo so khác với trước đây 40-50 năm về trước. Phần để là đem lại cái niềm tin hơn cho mọi người đối với Phật pháp, và đây là cái văn hóa truyền thống của dân tộc. Cái văn hóa Phật giáo nó quyện với văn hóa dân tộc như nước với sữa rồi, nó gắn bó với nhau rất là chặt chẽ. Thế cho nên thầy có thể nói là cái cốt của văn hóa Việt Nam đó chính là văn hóa Phật giáo. Đấy, cho nên mới nói cái câu là mái chùa che chở hồn dân tộc là hoàn toàn chính xác. Sau công cuộc đại trùng tu, ngôi chùa Ba Vàng ngày nay đã trở thành một điểm hẹn tâm linh nổi tiếng, một trung tâm văn hóa Phật giáo lớn của cả nước, một quần thể kiến trúc vô cùng độc đáo, vừa có nét hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc truyền thống Phật giáo nước nhà và văn hóa dân tộc, không bị phụ thuộc, lai căng từ bên ngoài.